Ngoài trời thì đang bắt đầu mưa nè, phía trời thì đang se se lạnh luôn. Chắc này mà có một nồi lẩu gà ăn rất là ngon luôn á, hấp một miếng nước á cho nấm lòng đúng không cả nhà. Bữa nay Thí sẽ đãi cả nhà một món lẩu gà hạt sen nha, Thí mời cả nhà cùng vào bếp với Thí. Nguyên nguyên liệu Thí nấu lẩu gà hạt sen rất là đơn giản luôn á. Yeah, đây là hạt sen, chỉ có hạt sen, nấm đông cô với hành thuê ở hành tím nè, hai trái bắp và một củ cà gót luôn đó nha. Bây giờ Thí sơ chế trước là nấm đông cô, Thí ngâm trước cho 20 phút rồi hồi mình bắt đầu mình làm nha. Bây giờ Thí chuẩn bị sơ chế sạch sẽ những nguyên liệu nha cả nhà. Giờ nấm đông cô á, Thí ngâm nước để 20 phút cho nó nở ra rồi mình sơ chế sau nha cả nhà. Bắt đầu bây giờ mình lột bắp. Lột bắp hồi gặp con sâu chắc quăng quá, sợ quá, sợ sâu. Ồ, bắp này là 4.000 một trái cả nhà, mà nhìn thấy ngon hết cha, nhìn nó còn tươi á, ăn nhiều ít kìa. Ai ăn cóc không? Chú Gia bán cóc, bán cóc gì chú Gia? Ăn với mắm ruốc hả? Đây là bắp Mỹ, tôi kêu bắp Mỹ nha, thường nấu là toàn bắp Mỹ không à, ít thì nào tôi để bắp nếp. Bắp Mỹ nó giòn, nó ngọt, làm rất là đơn giản, không có cầu kỳ luôn á nha. Tí có cà gót, nấm đông cô với bắp nè, hạt sen. Gót hả? Quá duyên, trời ơi, người ta đang làm này à, kêu gọt này là tứa nước miếng sao chịu nổi vậy cha. Nè, rửa lại nha, tay cô đang gọt rồi, gót hơi dơ. Thôi cái mình sơ chế sạch sẽ xong đi, giờ quay qua mình chặt gà mình ướp cho nó thấm. Khi nấm đông cô đã nở rồi là cũng gà cũng đã thấm rồi đó, mình bắt đầu mình nấu. Gà này là mình mua ở chợ Sa Đéc nè, gà gà Bến Tre chứ không phải là gà thả vườn của mình. Thì mua thêm nửa ký nữa, nửa ký chân gà, chắc gà là gà nông nghiệp quá ha. Giờ mình sơ chế gà trước đây, mình chặt trước đi rồi hả, cắt móng cho mấy cái chân gà. Để mua gà làm sẵn á, chứ về mình nhổ lông nó lâu lắm. Có ai ăn phô câu không? Bỏ phô câu ạ. Để mình không à, ba cô cháu không ai hơn phô câu luôn thì mình bỏ phô câu. Cái này chắc điều này chị hai bà dặn mình không, liệu phô câu ơi, bác hai thích phô câu mà trời mưa rồi chắc không có qua đâu. Rớt gà phải không? Rớt gà là xong luôn á. Gì vậy? Chờ gà quay lại nó ăn, mình quay mà nó ăn ăn cóc về nó chọc tức mình á. Rồi cái nồi trốn kìa. Có ai ác gì không? Ăn đùi không hay chặt gà? Bự chưa? Sợ họ đặt nhỏ quá nó teo không?
vào mình cắt mấy cái chân, mấy cắt móng cho mấy con cái chân gà làm neo, làm neo chứ, làm neo phải không? Thế thích ăn nhất là mấy cái chân với cái cánh nên mua, bữa nay hơi nhiều, mua 40.000 luôn. Chừa thấy hai này thôi hả chú Gia? Ờ, thấy không ăn thịt đâu. Thế chừa thịt cho chú Gia với Trang ăn chịu không? Đúng vậy. Sát hàng tím lúc nào cũng khóc hết vậy. Trời đang mưa, thấy cũng đang khóc. Muốn khóc rồi đây rồi về, rồi cha. Nhớ người yêu khóc à. Đừng nói hồi đây khóc hay là kia ướt cây quay. Cô bị gạt mũi luôn, không nghe mùi luôn. Gia Trúc Giang đang thắng gút ở cả nhà, ăn với cốc mà không nghe mùi được. Bữa nay cảm rồi. Rồi sắc sôi còn dư lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng phải dư một miếng mới chịu à. Hả? Này nữa hả? À, trẻ ra nữa ha. Ok. Quá dày rồi. Lúc nào cũng làm mà bông năm cánh thì nó dễ nhất luôn á. Làm kiểu cọ không biết được làm. Bỏ vô rồi mình thêm đường. Hai muỗng được, ngọt hai muỗng luôn. Trắng nhẹ nhẹ đi thôi. Trắng gì mà cột ruột. Mình ướp đi, mình để cho nó thấm chút xíu đi. Bắt đầu mình phi thơm. Cứ đứa nào ăn cay không, để thì năm sáu trái ớt nè. Nhiều vô không? Để miếng trái nha, đừng có dầm nha. Cảm luôn. Chỉ gì trời? Dầm cay quá cô ăn đâu được. Ớt nó ớt hiểm đó. Để miếng trái nó không có cay mấy đâu. Được chưa? Thôi nữa. Cho hành tím vô. Mình trộn trộn cho xăng lại đi, nó xăng hết lại mới đổ nước ra đây nè. Thịt gà xăng rồi, giờ mình chế nước vô. Này nãy cái bắt nước nóng trước để cho mau sôi cả nhà. Hạt sen trước tại lâu chín nha cả. Ồ đổ luôn đi. Wow. À. Chất lượng. Chất lượng không? Khi hạt sen với bắp chín rồi là mình mới để vô là cà gót với nấm đông cô. Muỗng muối. Chút xíu ngọt. Tôi làm tùm lum công chuyện bếp chơi giờ ở đây à chơi trò chơi nè, cho đó cho cá bè gỗ bắn nè cả nhà. Ôi nó phóng mình luôn ghê chưa. Trời ơi. Rồi gớt rồi. Trời. Gớt dễ rồi. Ai thử không? Ừ. Cái này cũng đi. Một ký dế 100 ngàn đó. Ý là không tốn tiền đúng không? Của bà hai cho đúng không? Hai cho.
đau bụng sao? Bụng chắc chắc á, cho đừng gớt ra, gớt ra nó ăn cái ủ một con rồi. Ôi trời ơi, nó chụp cái chụp kìa. Chụp vậy gặp ghế nó rung má ơi. Hay quá chú Giang ơi, thiệt chứ. Thôi, lấy con này lại, người bỏ đi. Ủa kìa. Xây cười sẵn hả? Con chụp lại. Thôi nó bay không? Thôi nó nhữ kìa. Nhữ không? Ở đâu rồi? Nó quất rồi. Lẹ lắm, mấy con mà gỗ lẹ lắm. Trò chơi của chú Giang mỗi ngày nha. Lên là lúc nào cũng đó, nhử cái đồ bài gỗ nè cho nó bắn nước. Chúng kiểu hả kìa. Nó phúng rất là xa luôn á. Ồ. Ồ. Thì hạt sen với bắp vừa mềm tới thôi, vừa chín tới là mình chế vô là cà gót với nấm đông cô nữa nha. Đừng để hạt sen chín quá, mình bỏ vô thêm này nữa là nó sẽ bị gục. Chất lượng chưa, ngon không? Đó, hạt sen ngon đến giọt cuối cùng nha cả nhà. Liêm nè. Quên, để nấm hôm cô với này chính là đã hoàn thành xong lẩu rồi cả nhà. Lẩu gà hạt sen chín rồi cả nhà ơi. Giờ Trang múc ra. Múc ra giờ chuẩn bị mình dùng. Xanh xanh đỏ đỏ không? Đầy đủ không? Mà sạch dữ chứ. Lẩu này nấu cũng đơn giản lắm. Cả nhà thử nấu thì cũng ngon lắm cả nhà ơi. Sẵn bữa rồi thím mời cả nhà cùng ăn lẩu với ba cô cháu thím nha. Bữa nay là lẩu gà hạt sen. Đây chị múc kìa. Rồi sao? Không ăn này hả? Cái này nè. Cái nhựa mà. Đây, cái này có bắp nè. Nóng nhựa. Có nóng đồng cô nha cả nhà. Lấy ba chén thịt vào. Ăn sen không? Ăn hột sen không? Ăn hột sen nha, ăn sen không? Ăn bắp không? Cho bắp biết ăn không? Nấu gì vậy ta? Hậu lắc đầu không con trả lời coi hậu. Không. Ừ. Ăn cái này ăn hay không thì trả lời. Tốt hơn khi em đó. Ăn hột sen cho bổ. Múc cho Trang đi, chú Giang đi. Bắp rồi. Bắp này ngọt lắm mày kìa. Hạt sen nhiều nhiều, nãy cô mua cũng nhiều lắm. Cục sen á? Hạt sen, cục sen hả? Chơi cục sen quá chịu à. Rồi được rồi đó. Để cho nó dính vô cái này. Không múc ra nhiều nhiều, nãy cũng nhiều lắm, 300 gram lắm á. Ê, sâu quá à. Ta hả? Thí mời cả nhà, chân gà, món yêu thích của Thí nha. Một miếng bắp nữa. Một miếng năm nấm đông cô, hạt sen nữa cho đủ bộ, cà gót nữa, cà gót nữa. Ừ, này ngon xuất sắc luôn. Cái nhà miếng nấm đông cô nha. Ừ, nó mềm mà ngon quá. Công nhận thành công rồi, mới học à. Thôi nước đen ra.
Nước là 5 cô á. 5 cô gà. Nấm con cô ngọt thiệt ra. Ừ. Chữ chạy. Chấm hơn một thêm một muối của Trâm, của mấy Trang là ngon. Khá khá tuyệt không? Ừ. Ngon. Sao? Ngon không? Ngu vậy? Ngon. Nó mua bắp là còn tươi luôn mà. Nó không bị héo. Bắp vàng không ngon nè. Bắp này dừa. Vậy dừa là ngon. Hay không? Ừ. Có vàng luôn. Hay không? Có vàng. Chào phát cổ kìa. Cắt da chen. Cho miếng da bự chữ ạ. Nghiến. Đứa thì không ăn da, đứa thì ăn được, ngồi cái bên cũng hợp quá ha. Da chiên thì có ăn được. Giống cho đó, da chiên ăn được. Đúng rồi. Còn lại lột bỏ chưa? Không thịt thêm không? Ăn thêm kêu nha. Cắn dữ dằn à. Cắn dữ dằn. Có mình xèo mà. Mềm hết chứ da, mà nó cứng vậy. Nó ăn cái kia không? Con cầm đi. Chụp thấy dơ mày. Dơ rửa. Nó làm thêm một cái chân nữa. Ăn cái chân. Nửa kia được mấy cái chân? Nửa kia đâu có nhiều à. Mấy cái à, mấy 20 cái rồi. Nhiều lắm. Nè, không có da thấy không? Sao mà hơn quá ta? Không có da, lâu lâu cái không có à. Da dính vô luôn ha. À, cái đùi cái phía dưới cái đùi nó cái đùi cho được sao Trang cái đùi cho hả cái đùi nó cho được Trang hồi thấy cổ thấy cổ cái trắng rất không có thêm không nè có thịt nè hậu đi hậu chơi không ăn hậu chơi nhắm xíu nằm chậm xíu nãy làm mình nấu nồi bự lắm. Cất ra vô đây có đậu có một phần, kêu được phần nữa ha. Còn nhóc. Nhiều lắm. Thấm vô trong thịt luôn. Nó ngọt. Tại vì quá trời đồ bổ nhiều quá. Vô có nó thấm. Cái chân nữa. Ba cái đó. Cha đâu rồi? Đó quá. Nhanh gửi cho. Thôi. Thằng ơi chở chứ đâu trời. Bánh mưa rồi. Nên làm ca nồi lẩu sen rất là ngon luôn cả nhà. Video tới đây thôi. Thí cùng hai đứa cháu xin kết thúc tiếp ở đây. Hẹn lại gặp lại cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà.